Kamen Rider Ryuki. Anh tên là Kido Shinji và là một nhà báo trẻ 23 tuổi. Shinji vốn khá bốc đồng và ngây thơ, nhưng lại là con người rực cháy tinh thần chính nghĩa. Sau khi vô tình nhận được sức mạnh của quái thú hợp đồng Rock Rider và bị cuốn vào cuộc chiến của con Rider trong thế giới gương, Shinji đã gặp gỡ được những đồng đội cùng chung chí hướng, nhưng cũng đối mặt với không ít kẻ thay đổi ham muốn của riêng mình. Tuy xuất phát với tham vọng khá mơ hồ, nhưng trải qua những cuộc chiến vô nghĩa và sự hy sinh không đáng có, Shinji đã dần trưởng thành và lựa chọn chiến đấu để kết thúc thế giới gương mãi mãi. Phong cách chiến đấu của Kamen Rider Ryuki sử dụng đa dạng nhiều loại vũ khí nên khá cân bằng giữa tầm xa và tầm gần. Sức mạnh của Ryuki thiên về lửa và đòn Final Event đặc trưng cũng là một cú Rider Kick rực lửa từ hơi thở của Rock Rider. Vào giai đoạn sau này, Shinji còn nhận được thẻ bài Survive để chuyển hóa thành Ryuki Survive Form. Nhưng cho dù có mạnh thêm bao nhiêu, thì khán giả vẫn luôn ấn tượng với Ryuki Blank Form khi chưa làm hợp đồng với Rock Rider và màn đánh quái đánh gãy cả kiếm Made in China. 17 năm sau, anh chàng Shinji đã có cơ hội tái xuất trong series của hậu bối là Zio, nhưng vô tình đã bị mất trí nhớ. Khi trí nhớ được khôi phục, phong độ chiến đấu của anh ta ngày nào vẫn chưa hề mai một khi đã có một màn giao chiến với phiên bản nhái của chính mình.